Xin chào bác đã trở lại với Nghĩa Thơm Audio chúng em không nhá. Ngoài những cấu hình âm thanh cao cấp ra thì bên em cũng lên những cấu hình âm thanh rất là vừa tiền, dễ chịu cho bác yêu âm thanh có thể trải nghiệm những sản phẩm thanh hay và chất lượng, và đặc biệt là những sản phẩm thanh chính hãng các bác nhá. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu các bác một cấu hình combo âm thanh nhỏ gọn đáp ứng đầy đủ nhu cầu nghe nhạc karaoke trong gia đình nhà mình ạ. Đến từ thương hiệu âm thanh Seasa, và vâng, một dòng âm thanh thương hiệu âm thanh rất chất lượng, các bác nghe cảm nhận âm thanh và với mức tiền dễ dàng tiếp cận trong một bộ dàn nghe nhạc karaoke chuyên nghiệp trong gia đình nhà mình các bác nhá. Với bộ dàn này thì em sẽ sử dụng một cặp loa full bass 30 chính hãng đến từ nhà Seasa ơi. Seasa, sản phẩm chất lượng châu Âu. Vâng. Được công ty Seasa phân phối tại thị trường Việt Nam đây các bác. Rất là đẹp, một dòng loa full bass 30 kết hợp theo đó một dòng âm ly 3-trong-1, tích hợp là một đầu thu micro không dây, một đầu vang số và một cục đẩy công suất bên trong, đủ sức để gánh cái cặp loa full bass 30 này cho ra chất âm cực kỳ hay, cực kỳ ấn tượng các bác nhá. Và với cấu hình các bác đang theo dõi trước mặt đây ạ, rất là giá phù hợp, dễ dàng tiếp cận, và đặc biệt là những sản phẩm đồng bộ từ một thương hiệu Seasa. Với cấu hình này em sẽ lên cho các bác với mức giá là 16.500.000 đồng, tặng kèm các bác đầy đủ dây jack kết nối các bác nhá, rất là hay, tuyệt vời, đồng bộ từ Seasa. Và bây giờ thì có lẽ là cái phần quan trọng nhất, cho bác cùng lắng nghe cảm nhận cái chất âm của cấu hình âm thanh Seasa với mức giá là 16.500.000 đồng này các bác nhá. Những thiết bị đồng bộ từ nhà Seasa, một cái dây chuyền công nghệ của châu Âu, và mời các bác cùng lắng nghe cảm nhận và đánh giá một đoạn nhạc, một đoạn karaoke. Thì chúng em đã giới thiệu các bác một cấu hình nghe nhạc karaoke gia đình rất hay, chất lượng và đồng bộ đến từ nhà Seasa nhá. Mức giá rất là dễ chịu, chỉ 16.500.000 đồng. Thì các bác 16.500.000 đồng các bác sẽ sở hữu đồng đầy đủ những thiết bị trong một bộ dàn karaoke chuyên nghiệp trong gia đình nhà mình nhá. Đầu tiên là một dòng loa full bass 30 đến từ nhà Seasa đấy ạ, rất là đẹp. Vâng. Một dòng full bass 30 đáp ứng đủ công suất dưới 35m2 thì đều đáp ứng đủ nhu cầu nghe nhạc trong karaoke trong gia đình nhà mình nhá. Và kèm theo đó với cấu hình này em sử dụng dòng âm ly 3-trong-1 đến từ nhà Seasa. 3-trong-1 là như thế nào ạ? Tích hợp một đầu thu micro không dây, một đầu vang số và cũng đẩy công suất bên trong cái chiếc âm ly này để phục vụ các bác nghe nhạc karaoke sao cho hay, ngọt ngào, tuyệt vời nhất, và đặc biệt với cái dòng vang số ở bên trong DSP bên trong cho hiệu ứng echo reverb rất là chuyên nghiệp, và đặc biệt là ca tiếng hát sẽ được ngọt ngào bay bổng hơn rất là nhiều các bác nhá. Và vừa rồi em đã giới thiệu cho bác cùng cảm những cái chất âm của một cấu hình nghe nhạc karaoke trong gia đình nhà mình rất hay, rất tuyệt vời. Với mức giá chỉ 16.500.000 đồng các bác đã sở hữu rồi, đầy đủ những cái thiết bị bộ dàn cho karaoke trong gia đình nhà mình rồi, và đặc biệt là những sản phẩm thanh chính hãng đến từ nhà Seasa các bác nhé. Bác nào đang quan tâm thì hãy liên hệ ngay từ Nghĩa Thơm Audio chúng em với số điện thoại là 0912 669 059 các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi clip của bên em. Chúc các bác năm mới thật là nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng.